Đại Bồ Tát này đã viên mãn thần thông, Đại Bồ Tát này chưa viên mãn thần thông. Đại Bồ Tát này đã viên mãn thần thông, nên có thể đến hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Đại Bồ Tát này chưa viên mãn thần thông, nên không thể đến hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Đại Bồ Tát này đã được thần thông, Đại Bồ Tát này chưa được thần thông, Đại Bồ Tát này đã được vô sanh pháp nhẫn, Đại Bồ Tát này chưa được vô sanh pháp nhẫn, Đại Bồ Tát này đã được căn thủ thắng, Đại Bồ Tát này chưa được căn thủ thắng, Đại Bồ Tát này đã làm nghiêm tịnh cõi Phật, Đại Bồ Tát này chưa làm nghiêm tịnh cõi Phật, Đại Bồ Tát này đã giáo hóa chúng sanh, Đại Bồ Tát này chưa giáo hóa chúng sanh, Đại Bồ Tát này đã được đại nguyện, Đại Bồ Tát này chưa được đại nguyện, Đại Bồ Tát này đã được chư Phật ngợi khen, Đại Bồ Tát này chưa được chư Phật ngợi khen, Đại Bồ Tát này đã thân cận chư Phật, Đại Bồ Tát này chưa thân cận chư Phật. Đại Bồ Tát này tuổi thọ vô lượng, Đại Bồ Tát này tuổi thọ có hạn lượng, Đại Bồ Tát này khi đắc Bồ Đề có bí xô tăng vô lượng, Đại Bồ Tát này khi đắc Bồ Đề có bí xô tăng có lượng, Đại Bồ Tát này khi đắc Bồ Đề có Bồ Tát tăng, Đại Bồ Tát này khi đắc Bồ Đề không có Bồ Tát tăng. Đại Bồ Tát này chuyên tu hạnh lợi tha, Đại Bồ Tát này tu cả hạnh tự lợi. Đại Bồ Tát này có thực hành hạnh khổ khó làm, Đại Bồ Tát này không thực hành hạnh khổ khó làm, Đại Bồ Tát này là nhất sanh sở hệ, Đại Bồ Tát này là đa sanh sở hệ, Đại Bồ Tát này đã trụ thân cuối cùng, Đại Bồ Tát này chưa trụ thân cuối cùng, Đại Bồ Tát này đã ngồi tòa Bồ Đề vi diệu, Đại Bồ Tát này chưa ngồi tòa Bồ Đề vi diệu, Đại Bồ Tát này có ma đến thử, Đại Bồ Tát này không có ma đến thử. Này Xá Lợi Tử, đó là pháp nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử lại thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Phật nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát? Phật dạy Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát với tâm Bồ Đề không gián đoạn, nhập định kim cương dụ, được trí nhất thiết tướng, thành tựu mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, Phật nhãn giải thoát, không chướng không ngại. Do Phật nhãn này, Đại Bồ Tát vượt lên trên tất cả cảnh giới trí tuệ của thanh văn độc giác, không có gì không thấy, không có gì không nghe, không có gì không hiểu, không có gì không biết, thấy hết thảy tướng của tất cả pháp. Này Xá Lợi Tử, đó gọi là Phật nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát khi chứng vô thượng Bồ Đề mới được Phật nhãn thanh tịnh như vậy. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn được ngũ nhãn thanh tịnh như vậy, nên xin tu tập 6 ba la mật đa. Vì sao? Vì 6 ba la mật đa này thông nhiếp tất cả thiện pháp, nghĩa là tất cả thiện pháp của thanh văn, thiện pháp của độc giác, thiện pháp của Bồ Tát, thiện pháp của Như Lai. Này Xá Lợi Tử, nếu có ai hỏi Như Lai ứng chánh đẳng giác, đem sự thật mà nói, pháp nào có thể bao trùm tất cả thiện pháp? Phật đáp ngay, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này là mẹ của tất cả thiện pháp, hay sanh các công đức của năm Ba La Mật Đa và năm loại mắt. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn ngũ nhãn thanh tịnh nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được quả vô thượng Bồ Đề nên học ngũ nhãn thanh tịnh như vậy. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát hay học ngũ nhãn thanh tịnh như vậy thì quyết định đắc quả vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể phát sanh 6 thần thông Ba La Mật Đa, trí chứng biết thần túc thông, trí chứng biết thiên nhĩ thông, trí chứng biết tha tâm thông, trí chứng biết việc đời trước tùy theo ý nghĩ, trí chứng biết thiên nhãn thông, trí chứng biết lậu tận thông Ba La Mật Đa. Bấy giờ Xá Lợi Tử thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phát sanh trí chứng biết thần túc thông? Phật bảo Xá Lợi Tử,
Có Đại Bồ Tát với trí chứng thần túc thông có thể phát sanh các loại thần thông biến hóa, làm chấn động các vật đại địa trong hoàng hà sa số thế giới khắp mười phương, biến một thành nhiều, biến nhiều thành một, hoặc ẩn hoặc hiện, mau chóng không ngại. Núi non tường vách đi qua như khoảng không, qua lại trên hư không như chim bay, ra vào trong đất như ra vào nước, đi trên nước như đi trên đất. Thân bốc ra khói lửa như đám cháy trên cao nguyên, thân thể chảy ra các dòng nước như núi tuyết tan. Oai đức thần lực của mặt trời mặt trăng khó sánh nổi, đưa tay sờ mặt trăng và che ánh sáng của nó, cho đến chuyển thân đến trời tịnh cư một cách tự tại với vô biên vô số thần thông biến hóa như vậy. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này tuy có năng lực trí dụng thần túc thông như vậy, nhưng đối với điều đó không tự cao, không chấp vào tánh trí chứng thần túc thông, không chấp vào sự trí chứng thần túc thông, không chấp vào việc có thể được trí chứng thần túc thông như vậy, đối với việc chấp hay không chấp đều không chấp trước. Vì sao? Vì tự tánh là không, tự tánh là xả ly, tự tánh xưa nay bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này không nghĩ như vậy, ta sẽ làm cho trí thần túc thông phát sanh để tự vui chơi, chỉ trừ để chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Xá Lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, làm phát sanh trí chứng thần túc thông. Bấy giờ Xá Lợi Tử lại thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phát sanh trí chứng thiên nhĩ thông? Phật dạy Xá Lợi Tử: Có Đại Bồ Tát với trí chứng thiên nhĩ thông tối thắng thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe như thật các loại âm thanh của hữu tình vô tình trong hoàng hà sa số thế giới khắp mười phương, nghĩa là nghe hết tất cả tiếng địa ngục, tiếng bàng sanh, tiếng quỷ giới, tiếng người, tiếng trời, tiếng thanh văn, tiếng độc giác, tiếng Bồ Tát, tiếng chư Phật, tiếng của chê sanh tử, tiếng ngợi khen niết bàn, tiếng trái bỏ hữu vi, tiếng hướng đến Bồ Đề, tiếng nhảm ghét hữu lậu, tiếng vui thích vô lậu, tiếng khen ngợi tam bảo, tiếng nhiếp phục tà đạo, tiếng luận nghị quyết trạch, tiếng đọc tụng kinh điển, tiếng khuyên bỏ pháp ác, tiếng khuyên tu pháp thiện, tiếng cứu giúp nạn khổ, tiếng mừng rỡ vui vẻ, vân vân. Các tiếng như vậy hoặc lớn hoặc nhỏ, Bồ Tát đều nghe hết, không chướng không ngại. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này tuy có năng lực thiên nhĩ như vậy, nhưng không tự cao về điều đó, không chấp vào tánh trí chứng thiên nhĩ thông, không chấp vào sự trí chứng thiên nhĩ thông, không chấp vào việc có thể chứng thiên nhĩ thông như vậy. Đối với sự chấp hay không chấp đều không chấp trước. Vì sao? Vì tự tánh là không, tự tánh là xả ly, tự tánh xưa nay bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này không nghĩ như vậy, ta sẽ làm cho trí thiên nhĩ thông phát sanh để tự vui chơi, chỉ trừ để đắc trí nhất thiết trí. Này Xá Lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phát sanh trí chứng thiên nhĩ thông. Khi ấy Xá Lợi Tử lại thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phát sanh trí chứng tha tâm thông? Phật dạy Xá Lợi Tử: Có Đại Bồ Tát với trí chứng tha tâm thông, có thể biết như thật pháp tâm tâm sở của các loại hữu tình trong hằng hà sa số thế giới khắp mười phương, biết hết các loại hữu tình nếu có tâm tham, biết như thật có tâm tham, nếu lìa tâm tham, biết như thật lìa tâm tham, nếu có tâm sân, biết như thật có tâm sân, nếu lìa tâm sân, biết như thật lìa tâm sân, nếu có tâm si, biết như thật có tâm si, nếu lìa tâm si, biết như thật lìa tâm si, nếu có tâm ái, biết như thật có tâm ái, nếu lìa tâm ái, biết như thật lìa tâm ái, nếu có tâm chấp thủ, biết như thật có tâm chấp thủ, nếu lìa tâm chấp thủ, biết như thật lìa tâm chấp thủ, nếu tâm tập trung, biết như thật tâm tập trung, nếu tâm tán loạn, biết như thật tâm tán loạn, nếu tâm nhỏ hẹp, biết như thật tâm nhỏ hẹp, nếu tâm rộng lớn, biết như thật tâm rộng lớn, nếu tâm cao cử, biết như thật tâm cao cử, nếu tâm thấp hèn,
biết như thật tâm thấp hèn. Nếu tâm vắng lặng, biết như thật tâm vắng lặng. Nếu tâm không vắng lặng, biết như thật tâm không vắng lặng. Nếu tâm trạo cử, biết như thật tâm trạo cử. Nếu tâm không trạo cử, biết như thật tâm không trạo cử. Nếu tâm định, biết như thật tâm định. Nếu tâm không định, biết như thật tâm không định. Nếu tâm giải thoát, biết như thật tâm giải thoát. Nếu tâm không giải thoát, biết như thật tâm không giải thoát. Nếu tâm hữu lậu, biết như thật tâm hữu lậu. Nếu tâm vô lậu, biết như thật tâm vô lậu. Nếu tâm có lỗ hổng, biết như thật tâm có lỗ hổng. Nếu tâm không có lỗ hổng, biết như thật tâm không có lỗ hổng. Nếu tâm hữu thượng, biết như thật tâm hữu thượng. Nếu tâm vô thượng, biết như thật tâm vô thượng. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này có năng lực trí tha tâm như vậy, nhưng không tự cao về điều đó, không chấp vào tánh trí chứng tha tâm thông, không chấp vào sự trí chứng tha tâm thông, không chấp vào việc có thể được trí chứng tha tâm thông như vậy. Đối với chấp hay không chấp đều không chấp trước. Vì sao? Vì tự tánh là không, tự tánh là xả ly, tự tánh xưa nay bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này không nghĩ như vậy, ta sẽ làm cho trí tha tâm thông phát sanh để tự vui chơi, chỉ trừ để chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Xá Lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phát sanh trí chứng tha tâm thông. Hết quyển thứ 404.